Cho nên khi hồi sáng cha nói núi này không phải là nơi cư ngụ của sư phụ. Thiên Long Sơn, Thiên Long Thổ 500 mấy kênh nè, sư phụ cũng đã tặng cho hết các con rồi, rồi quản lý cho cộng đồng rồi. Sư phụ có một nơi mới, thì các con hôm nay đã biết như vậy rồi, thì mỗi đứa nhìn thấy cái gì video ghi lại cũng giống như là ghi nốt lại rồi, nó có video làm chứng, thì lần sau cứ làm đúng như vậy. Tại sao mặn và chai, thù nói thẳng luôn không có sai. Tất cả vị thiên tướng hay là địa thần, địa tiên, nhân tiên và những vị mà sống chung chung với chúng ta nè, ở cõi vô hình á, địa tiên thần thánh đều ăn mặn. Hồi xưa thù cúng chay mà, hồi xưa tu chùa mấy vị không kêu phải chỉnh lại, chỉ có những vị Phật cha hay đức thầy. Thường thường á, sư phụ nói chuyện với đức thầy á, thì sư phụ làm bằng chai. Sư phụ nói chuyện với mấy như mấy ngày Trận Đạo hay là ông Quan Công hay là ông Chột Qua Sinh Tinh á, thì bằng mặn. Nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà đạo chúng ta là chánh đạo quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta không có vô chuồng gà hay vô chuồng heo lấy con đang sống mà đi cúng. Cái đó là không bao giờ nên làm nghe. Tam tịnh nhục. Sư phụ ước chi cái bệ này á, nó bự một chút, tại vì nó nhỏ quá chỉ được có nhiêu bàn là nhiêu bàn thôi. Sau này á, mọi chuyện mà khi cái chìa khóa, một cái chìa khóa trong đời phụ mà mở thì tất cả mọi thứ, giống mà cổng Thiên Long Sơn, người về Việt Nam rồi bao nhiêu vân 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 vân, nó đi chung có một chìa khóa. Đó là ông chân thần với mấy vị thường nói đời cho phụ. Thường thường nói là giống như cái trứng rồng chưa nở, nở rồi gồng rồng nó mới bay được, còn bây giờ nó còn là cái trứng như trái banh, như ai muốn đá kiểu nào cũng được. Thì khi chìa khóa mà mở thì tôi sẽ xây một cái điện cha khổng lồ trên đỉnh núi, xe sẽ chạy bọc từ ở bên đó, bọc vào sau lưng, đậu ở trển, làm cái parking cả ngàn cái trên đỉnh núi. Cái núi mình á, không phải chỉ đi bộ đi xe được, chỗ nào cũng đi xe được luôn á. Hiện giờ là phụ đi được á, mà xe nhỏ thôi. Thì chiếc xe nhỏ chạy được thì mình làm đường lộ bự thôi. Để tuốt ở ngoài freeway á, họ cũng nhìn thấy nữa đó. Thì lúc đó mình sẽ là truyền thống lưu truyền nhiều nghìn năm. Ở núi này hiện bây giờ nó chưa có cái công trình gì gọi là xuất sắc á, bự á, để mà gọi là nơi du lịch tâm linh nữa. Sau này khi hộ nổi tiếng, hàng triệu hàng tỷ người, cả người Mỹ lẫn người Việt, người Tàu, họ biết được, họ sẽ về đây. Thì những đứa có họ Thiên có mặt hôm nay, có bức hình đã chụp làm, sẽ là chủ nhân của núi này. Chút ra chụp lại em cho chắc ăn không? Hồi nãy có đứa chụp không, chụp không? Thì tất cả ai có hình những cái ngày mà gọi là cái ngày khai quang này nè, thì là chủ nhân của núi này á. Sư phụ là người ở trên trời, thế gian này trả lại gì của sư phụ hết. Thôi chỉ làm việc cho cha thôi. Thì gán bảo quản. Và có quan trọng nhất là một người ở xa tới, người ta cái lòng người ta nôn nức á, người ta mong về núi. Thì những đứa ở gần đây là chủ núi, thì nói chuyện hay là cư xử phải hiểu ý, tại người ta expect rất là cao, tại vì đi travel mà không giống như ấy. Thì mấy con là chủ núi, mấy con phải hiểu, đừng có làm ta phật ý, tại vì cũng là họ Thiên, nhưng mà họ Thiên chúng ta tự do mà, chứ đâu có bắt mấy đứa phải nhập thất tháng 2-3 ngày gì đâu, hay đọc kinh mỗi ngày gì đâu. Cái tâm tốt là quan trọng, và tâm tịnh nhục là quan trọng, và hiểu về thượng đế, đeo dấu thiên tâm là chính yếu. Chứ còn mình chưa có quy tắc, lời lối tu tập, chỉ là giống như thường nhật đọc kinh để cho tâm nó an bình, an vui, an lạc thôi. Và cho đời sống của mình có một cái mục tiêu để đi, đó là mục tiêu tôi sẽ hy sinh cái xác phàm này, tôi không có màng chuyện thế gian giàu có danh vọng, chức này bà nọ ông kia chủ tiệm gì hết. Tôi chỉ biết tôi có gia đình họ Thiên ở Thiên Long Sơn, tôi có cha mẹ tôi là ông trời, mẹ tôi là Phật mẫu, sư phụ tôi là con ông trời.
dù tôi còn đang ở tại thế, tôi có một cái đại gia đình họ Thiên, đó là đủ rồi. Còn thằng chồng tôi nó ăn hiếp, nó đánh đập tôi, nó không có cho tôi tiền xài, chuyện của nó. Nó sẽ ôm tiền đi xuống cho ông Diêm Vương xài giùm đi. Còn chúng ta sẽ về trời gặp nhau, chứ nó không có xài tiền đô nha con. Cái vàng hộp sòn nó không cần nữa. Tại vì vàng hộp sòn á, nó sẽ đeo cái là như con bóng, cái hồn mình như con bóng á, không khi mình rời khỏi xác á. Hộp sòn cục 10 carat sẽ nặng nhiều. Còn càng bự chừng nào nó càng kéo cái hồn chúng ta dính ở lại trên cái cõi đời này nữa. Thì lúc đó chúng ta không có được đi. Cho nên tất cả tiền tài danh vọng thế gian đều là phù vô ảo ảnh, không có gì là thật hết. Cả xác phàm sư phụ hiện giờ đang đứng đây cũng chả là thật. Tại sư phụ đã chiếc thân hiện bây giờ mười mấy người rồi, đi nhiều hành tinh rồi, một cái chiếc thân đứng đây cũng là giả thôi. Các cả các con đứng ngồi đây cũng đều là giả, không có là thiệt luôn. Chẳng qua là con không biết, không nhớ và không có ai chỉ đường dẫn lối. Trước khi các đệ tử về núi gặp sư phụ hay là biết đạo Thiên Tâm, tất cả các con sống cuộc đời rất là lung bung và cũng chẳng biết mình làm gì và mình thiếu thốn cái gì. Mình sống thiếu mục tiêu, sống không có chân lý, không có lực để sống. Ngày nào cũng uể oải để cái alarm 5 giờ sáng thức, đi làm, đưa con, cứ nhiều đó thôi à. Rồi đến một ngày chúng ta già nhăn nhó, rồi chúng ta hên thì không bệnh, mà lỡ như có tờ giấy bị bệnh, rồi chúng ta cũng ra đi xuôi tay nhắm mắt một cách âm thầm chẳng ai biết. Rồi đi đâu cũng chẳng biết đi đâu luôn. Nếu không có tội thì đầu thai thành của quyền, chứ làm sao được về trời, đâu phải dễ về trời. Hôm nay các con đã biết được, chắc chắn là sẽ về trời. Là vì đeo dấu Thiên Tâm, là vì sư phụ đã có lời nguyện. Ai là đệ tử sư phụ đời này, sư phụ đưa đi hết. Sư phụ có cái lực đó. Chỉ tội cho người ở dưới núi và những người ở xa xôi, họ không có cái phước đó. Và những người thân trong gia đình mình, mỗi ngày chửi sư phụ, dằn vặt các đệ tử, đi theo thằng đó rồi thằng đó nó khùng thế này thế nọ, đủ hết. Mấy con bị sỉ giả sỉ nhục nhiều, sư phụ thấy. Cả họ Thiên với họ Thiên ở gần sư phụ, đứa này cũng ăn hiếp đứa kia. Thấy rất là buồn. Nhưng mà làm sao? Mỗi đứa nó có cái tánh của nó. Sư phụ nói cái đạo của chúng ta là đạo thiên nhiên, đạo tự nhiên mà. Còn đứa nào làm đúng thì được các chư vị thương. Tại vì xung quanh chư vị bu quanh sư phụ đầy hết mà. Đứa nào làm gì, suy nghĩ gì sư phụ biết hết. Thiệt luôn á. Thì gán làm cho đúng. Về nhà mình không có nên quảng cáo đạo Thiên Tâm, quảng cáo thế này thế kia. Mình nói mà người ta chưa đủ phước, chưa đúng lúc để nghe, nó rất là phí. Và đồng thời cái người mà nghe đó, họ đã phạm thượng rồi á, họ khó có phước ở đời này lắm. Khi mình nói chuyện với một người phối ngẫu của mình thứ nhất không phải nghĩ ra cái gì nói liền. Cho nên khi đã biết tu tập, nghĩ ra cái gì khoan ở nói, mà nói ra biết người ta đau lòng cũng không nên nói, phải chờ đúng lúc mới nói. Còn nếu mà không đúng lúc mà nói thì cái kết quả nó tăng gấp đôi á. Cho nên tập cái đó, không phải mình nghĩ cái gì mình nói cái đó, phải chờ. Tổ đặng á, cửu niên diện bích, sư phụ 40 năm diện bích. Ngày xưa sư phụ biết sư phụ Thiên Tử lâu rồi mà nói không ai nghe hết. Mấy ông rồng cũng lắc đầu luôn, mấy anh em của sư phụ nó không tin. Nó ý sao mày giàu ấy, mày không muốn cho tao tiền ấy, mày nói tiền này của Phật, của Thượng Đế, tao đâu thấy ổng đâu. Đưa cho tao đặt football này, không cho nó quýnh mình á. À, cho nên khổ lắm. Sư phụ hiểu, đã từng qua mấy cái đó. Thì tất cả họ Thiên các con đều bị cái đó. Chỉ có một cái là mình phải làm sao, mình phải làm sao sống thật tốt, thật thay đổi,
thay đổi trước khi biết núi, trước khi biết Thiên Tấn Kiệt. Ngày xưa chúng ta còn đi quờ quạng trong cái khu rừng, không có đường mòn, không có lối đi, đi phải bươn lên cây, bươn lên bụi rậm. Thì cũng giống như nãy thù nói, sáng thức dậy depression, cũng chẳng biết mình làm gì cho nó qua ngày. Thì cũng y như một người đi lạc trong rừng, không có lời, không có lối. Từ lúc Thiên Tâm ra đời, Đạo ra đời ngày 19 tháng 2 năm 2017 là một cái freeway, một cái đại đạo. Đại đạo tức là đại freeway. Và chiếc thuyền Bát Nhã khổng lồ do Đức Thầy lái, cầm lái, chèo lái, sư phụ là chèo mũi. Thì đại đạo ra đời. Hôm nay tất cả các con đã lên con đường đại lộ, đi thẳng và đi nhanh, đi lẹ hơn. Không có giống như những người đang còn chấp ngã dưới kia, chấp tướng, chấp hình, chấp đủ thứ hết. Thì họ cũng như một người đi trong rừng, trong bụi rậm, không có lời, không có lối. Và đi hoài cũng không thấy sao, cũng không thấy mặt trời. Đi trong bóng tối, đi đến nào mà mòn chân mỏi gối, đến khi nào mệt kiệt sức, rồi ngã quỵ, rồi chết. Chết một cách vô thường, vô ngã. Người thân giỏi lắm là thương tiếc một thời gian, rồi người thân cũng sẽ quên mình. Rồi linh hồn của mình đi về đâu? Linh hồn mình cũng sẽ cũng giấc dưỡng. Nếu mà không có tội đó, người có tội thì biết đi đâu rồi. Đi giấc dưỡng, đi lang thang, đi tìm những cái nơi mình đã từng đi. Mình thích gì đó, mình chết cái hồn mình đi đó. Mình thích shopping LV thì mình thích vô tiệm LV tối ngày, vô shopping mall. Mình thích nhảy đầm, mình vô mấy chỗ nhảy đầm. Ở đây đa số mấy con mà có thiên nhãn thông đi vô Las Vegas quá trời mà. Tại má thích nghe tiếng lon con á, hồi sống á, vô sòng bài á, thì trong đó là nhiều nhất á. Đó là sự thật. Chúng ta muốn biết chúng ta đi đâu thì chúng ta phải đeo dấu thiên tâm và phải biết ông trời là ai. Không cần biết sư phụ là ai, nhưng mà biết ông trời là ai. Đấng tạo quá. Chỉ cần biết như vậy thôi là mấy con được về trời. Thế giới, nếu mà ai cũng biết ông trời là ai và biết sợ cha là... sợ cha phạt, sợ cha... cha là Phật, cha từ bi, cha không có phạt. Nhưng mà... những đứa nó vô nghì, những đứa nó hung dữ quá, cũng phải trừng trị chút xíu để cho nó giống như con sanh ra mấy đứa con lì lợm vậy, cũng phải có một chút. Thì hôm nay các con đã đi trên xa lộ, đi trên một con đường bằng phẳng, rộng lớn. Gán giữ đó mà đi, giữ vững lòng tin. Đừng có đi như ngày xưa nữa, đừng có đi lạc, đừng có nghe ai nói gì hết. Người nào có phước thì có phước, người nào không có phước thì từ từ họ sẽ hiểu. Tất cả các họ thiên trên thế giới, những lời này sư phụ dặn dò, phải chờ cái trứng rồng của sư phụ nở đi. Còn bây giờ sư phụ chưa có làm được gì cho tất cả các con họ thiên, sư phụ cũng thấy áy náy lắm. Cả sư phụ hàng ngày ngồi thiền cũng thấy buồn. Mỗi ngày nhìn kiến mình già thêm, sức khỏe thì cũng còn tạm được. Nhưng mà ngài về Việt Nam còn xa vời. Xưa sư phụ hay nghĩ xa vời, nhưng mà bây giờ mấy vị nói không. Tính từ ngày đồng hồ đã countdown, đã đi ngược, sẽ rất là lẹ đó. Cho nên mới có vụ biến chuyển bác tô bác thưởng. Ở trên thế giới, mỗi một ngày tất cả các quốc gia đều có sự biến đổi vô thường mà những cái người đời không bao giờ ngờ được. Nếu mà tất cả người trên thế giới mà theo dõi những lời của sư phụ nói, tuy sư phụ nói lung bung tùm lum, nhưng mà trong một cái clip 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, chỉ cần một chữ sư phụ thôi, họ hiểu được, cũng có thể cứu được cả dòng họ, nhà họ đó. Biết được thiên cơ thì mình vận dụng thời cơ. Biết chuyện đó sẽ xảy ra, mình sẽ không có tốn tiền đầu tư vô Bitcoin. Biết một cái chế độ sắp sụp đổ, mình không có nên hy sinh cho cái chế độ. Mình không có nên ôm cái gốc cây mục để mà mình chết chùm. Mình nên thay đổi. Mình đang là đảng Cộng sản,
thì mình nên theo đảng Thiên Việt để mà cứu dân, cứu nước. Có người chỉ cần một ngày sám hối sẽ thay đổi nha. Chứ họ không phải nói cái này để mà dụ những đảng viên theo sư phụ. Nhưng mà họ cũng là người Việt. Chỉ họ là biết trước hay biết sau thôi, giống như mấy con vậy thôi. Lúc xưa mấy con đi trong bụi rừng rậm, họ cũng như là rừng rậm. Tại cái lòng tham với cái hung dữ của họ đã làm cho họ vô minh, họ đâu có hiểu được. Mấy con hôm nay không còn vô minh mới ngồi đây. Nhưng mà họ cũng sẽ có một ngày hết vô minh. Nhưng mà hết trước khi trứng rồng nở hay là sau trứng rồng nở nó quan trọng lắm. Bài tẩy hồi xưa sư phụ không có lật hết. Bây giờ mấy vị nói con lật hết, con cứ nói hết. Chúa Hồ Sư chuyển lưng thánh dương vân 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 vân. Nói láng hết đi, vô kiệt hồi quý gì đi. Họ không tin, họ cũng vẫn không tin à. Chúng sanh nó vậy đó. Lì lõm lắm. Họ thiên có đường đại đạo, có thiên tâm là đại đạo, có Thiên Việt là một cái tổ chức. Thiên Việt có nghĩa là hội anh tài. Hội anh tài vô thường nói tức là hội Long Hoa đó. Và sẽ có hội Viên Hồng đi chung với Thiên Việt để mà nắm vận mệnh của quốc gia trong tương lai, để đưa đất nước thay đổi một cực kỳ màu nhiệm. Đúng ra đó, 5 năm nay, hồi xưa ông Sơn Thần ông thường nói sư phụ cái này. Tại sư phụ hay buồn á, ngồi nghe nó chuyện nhỏng hoài. Thì ông nói chứ đời của Thái tử á, có thiếu một cái chìa khóa. Hỡi có cái chìa khóa là nó sẽ mở ra hết tất cả. Phải không? Thì nếu tại cái cổng á, cái cổng đóng với cổng mở nó rất là quan trọng. Họ lên đây thì họ cũng thấy tượng, thấy anh hùng, tuy là họ không có đạo gì hết, nhưng mà từ từ họ sẽ có cái cảm nhận, rồi họ theo đạo Thiên Tâm. Nếu cái núi này mà mở 5 năm về trước tới giờ á, là cái số lượng ở vùng này theo Thiên Tâm rất là đông á. Cả còn những người ngồi ở đây đều là những người có duyên biết số mới lên. Thì ông Thanh Hồng cũng nói câu này, ông nói thì giờ mình chọn những người có đủ duyên đi lên núi, tức là đủ phước á, để mà theo đạo Thiên Tâm. Thì ông nói cái đó bây giờ đúng á. Đạo Thiên Tâm mỗi ngày á, trên thế giới rất là đông, có gì nói hàng ngàn hàng vạn á, trong nước Việt là nhiều nhất. Từ về đạo Thiên Tâm là chánh đạo, do Phật Di Lặc là giáo chủ đời thứ nhất, số hộ đệ tử Phật Di Lặc là con của Thượng Đế, là Chúa Xô Tế làm lại để mà cứu của Chúa, cứu con chiên của Chúa. Thì sư phụ là người thứ hai, giáo chủ đời thứ hai. Nên sau này sẽ có Phật Di Lặc xuất hiện thiệt các con.